tôi đi chợ Phiên Đầm là tôi rất cái thấy là chợ Phiên Đầm cho bón là đầy đủ, là tôi rất mừng, là đây là đã được cũng là 3 ngày đi chợ của gia đình. Là cô tới đây là những cái gì là cô cần cô mới lấy, cái gì cô không cần cô nhường cho bà con khó khăn, rất là cô cảm ơn đoàn. Xuất phát từ là lúc đầu là nhờ một mạnh thường quân ở Đà Lạt đó, có số điện thoại mình đã hỗ trợ rất là nhiều hàng tấn, nên mình nghĩ là số lượng đó sẽ cho mình không thể phân phát đi cho từng hộ gia đình được, nên mình đã suy nghĩ ra chợ không đồng với mong muốn là mang tất cả thực phẩm của mạnh thường quân gửi đến tất cả mọi người ai cũng có dùng, đó là chút tình để giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn.